Thanh, mời Thanh. Dạ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và các bạn đồng hành. Dạ thưa thầy, con nhớ là thầy có nói là đạo sạch chánh tánh. Cái ái dục á, là cái sanh tử cho cái ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nhưng mà con nhớ Đức Phật nói trong 12 nhân duyên của duyên giác có nói chữ ái trong đó. Nhưng mà tới hàng Bồ Tát thì Phật với Tổ cũng không có nói cái chữ ái mà lại nói qua là pháp chấp với không chấp. Vậy thì cái pháp chấp không chấp nó có phải là cái vi tế của ái không thầy, hay là nó dùng một cái danh từ khác để cho về cái chấp thật? Thực sự ra cái chấp từ cái căn bản của chấp á, chấp ngã đó, đó là cái tương đối phân biệt đó. Chấp ngã là nói về cái thức thứ bảy, chấp ngã đó, chấp ta, tức là thức thứ bảy, chấp thức thứ tám là ta, chấp tất cả. Chấp thức thứ tám đó gọi là chấp ngã. Thực ra cái thân này gọi là tứ đại á, thì thân này cũng vậy, nó đưa ra một cái thân khác cũng vậy, đưa ra thân khác cũng vậy, nó cứ chấp vào tất cả. Thân đó cho là tại chấp bóng, chấp hình đó đều là ta, chấp cái quyển hoặc đó đều là ta. Cho chấp đó mê điên đảo mới phiền não á, đuổi hình bắt bóng mà. Thì cái ý thức á là cái phân biệt, và nó thực hành theo cái chấp ngã và cái phân biệt á. Mà phân biệt đó là nó phải có năng với sở, phải có chủ thể, có khách thể á. Nó cứ phân biệt chủ khách, chấp trên chủ và khách, chủ và khách, cái kia phân biệt. Thành ra hai cái đó nó cũng giống như nhau á. Thì từ cái thô, từ cái chỗ vô minh chấp ngã đó mà thành ra cái thô, mà cái vô minh chấp ngã mới sanh, sanh rồi tử, sanh rồi tử, tử rồi sanh. Nó biến thành cái sinh tử quyển hoặc giả dối á, luân chuyển sáu đường đó. Mà cái luân chuyển á, phải có sanh, cho nên á, trong cái câu, những cái câu kệ, những cái lời kinh của Đức Phật á, giống như Đức Phật là tứ sanh chi từ phụ, thấy không? Chứ tứ sanh chi từ phụ tức là cha của bốn loài, mà tứ sanh đó là noãn, thai, thấp hóa, tất cả chúng sanh đều không có ngoài cái noãn, thai, thấp hóa. À thì cái noãn đó là nói về trứng á, thai là nó về thai sanh, giống con người hay là những cái loài động vật mà thai sanh ra là có cái đứa con liền đó. Noãn thai, thấp là ở chỗ ẩm thấp hoặc là chỗ biến hóa, vân vân, cũng động vật mà cũng cõi trời cũng là hóa sanh, biến hóa, mà nó đều là có sanh, sanh diệt ấy. Mà sanh nó là cái mầm mống của cái ái, thấy không? Ái là cái thương và ghét đó, cũng là trên cái tương đối đó. Thì đó là cái nguồn gốc mà sinh khởi tất cả trong lục đạo luân hồi ấy, là sanh diệt, diệt sanh đó. Cho nên đó là cái mầm mống mà do cái chấp tâm mà thành. Thì cái nghiệp nhẹ thì ở trong cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới, do cái tâm tưởng thôi là thành rồi. Còn đối với cái dục giới, cái sự mà nó phải có những cái cọ sát, những cái sự coi như là nó trên cái tương đối mạnh nặng đó, thì cái đó, đó gọi là cái nghiệp của trên mỗi chúng sanh đó. Giống như cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó còn nặng hơn cả người nữa. Mà người có cõi trời cũng có sáu tầng trời cõi dục, nó cũng có sự hưởng thụ, ăn uống, ngủ nghỉ, tài sắc danh thực thủy, đều có những cái đó để mà nó đấu đá hơn thua giành giật với nhau á. Thì nói đã đến cái mà nạo sạch chính tánh, cũng nói là cái tánh vô minh, chấp ngã của mình đó. Cái tánh là tánh bản nhiên, tánh tự nhiên, không có ai dạy cả. Tánh là tánh bản nhiên, do cái chấp tâm mà nó thành. Giống mấy loài súc sanh nó đâu có biết cái gì đâu, nhưng mà nó phải là ăn và duy trì cái nòi giống của nó. Đó là cái bình thường từ cái vô minh và chấp ngã. Thì đời á, giống như con nhộng, loài hóa sanh, tất cả loài nó đều trên cái đó mà sanh khởi. Luôn cả trời cũng vậy nữa, trên đó mà sanh khởi. Cho nên nói đó là cái chánh tánh, mà chánh tánh cũng nói về cái tánh, tánh sanh và diệt đó, tánh, tánh dâm dục đó, cũng là cái tánh, tánh vô minh nguồn gốc.
Thì nói não sạch chánh tánh đó, thực sự ra tức là ý thức lên cái sự công phu, hay là nói não sạch chánh tánh cái ba thứ tiệm tu trong kinh Lăng Nghiêm đó, chúng ta đang tham thiền là đang não sạch chánh tánh là chứ không gì khác hết, tại đã biết cái đường hướng để đi mà, rõ cái phương tiện để đi mà. Chứ hồi xưa là cái thủ đoạn, cái cơ sở, cái tâm người ta nó rất là sáng á, cái ngộ tánh nó rất là cao á, còn đối với chúng ta cái ngộ tánh nó rất là lề tề thấp chủng mà. Nói là hiểu rồi nhưng mà sau đó là lại tại trên lý á, mới nhập, mà nhập vô thì nó không có mạnh bằng cái hạnh. Ngày xưa người ta đi vào cái hạnh cái đó trực ngộ, còn mình toàn là phải cái lý mình mới đưa đến cái hạnh không à, chứ không phải là từ cái hạnh mà đi thẳng vô. Mình đến cái lý phải hiểu, phải nắm mới đi. Cho nên cái đó là cái nghiệp tánh của mình á, quá là u mê, quá là chậm chạp á, nên nói để tin mới đi, còn không có là không có tin. Mà tin đó, trên cái tin để đi đó cũng là cái phương tiện của Phật tổ, là Phật không chịu cái đó, không muốn cái đó, bất đắc dĩ mới nói ra, tổ vậy đó, nó bất đắc dĩ mới nói ra, biểu đừng có đuổi theo lời nói, nhưng mà vẫn cứ đuổi theo lời nói. Thì cái nói nhiều đó cũng đủ hiểu đó. Căn tánh mình là trong ba thứ tiệm thứ tu tập á, tức là thứ nhất là trừ đi cái trợ nhân, thứ nhì là xoay chuyển cái hiện nghiệp, cái thứ ba là nạo sạch cái chánh tánh, tức là dẹp đi cái phân biệt tương đối đó, những cái ái thương yêu đó, thương cái ghét thương hai hai đầu á, thì gọi là nạo sạch chánh tánh. Thì ấn dụng công phu của mình cứ tham thiền đề thoại đầu khởi nghi tình là nó cái trung đạo, nó phá cái hai mặt tương đối của cái sanh khởi từ niệm, tức là cái niệm thương niệm ghét á, tự nhiên nó mất. Và nếu mà có phân biệt lên á, mình phải đi ngược cái hiện nghiệp mình, giống như cái nghiệp mình tham, phải đi ngược lại cái tham mà trở về lo tu, giống như nhớ vô sở đắc, vô sở cầu để phá ngã chấp á, vô sở sợ là để phá ngã chấp và trở về công phu. Trừ những cái trợ nhân á, giống như tổ sư khuyên phải trụ tùng lâm, phải đã thiền thất, phải áp dụng quy củ, phải thuận theo giới luật của Phật. Thường thường bây giờ mình đi ngược lại giới luật, phá quy củ không, chứ đâu có chịu mà thuận quy củ hay là nghe theo giới luật. Bây giờ ai cũng muốn tự tung tự tác, ai muốn làm chủ không mà, chứ đâu ai mà muốn chịu ở dưới một cái môi trường mà chúng để mà tu tập đâu. Đó không là cái mà mạt pháp, cái mà mình cứ tùy thuận theo cái vô minh của mình, ngã chấp của mình, chứ không phải là tùy thuận giác tánh trong sạch. Vậy nói vậy Thanh hiểu không? Dạ, con hiểu rồi.